con số hơn 1 triệu tỷ đồng mà bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng đồng phạm. Vậy rốt cuộc bà Trương Mỹ Lan làm thế nào để có thể rút hàng trăm ngàn tỷ tiền mặt trong suốt 10 năm? Chưa bao giờ có một vụ án với những con số khổng lồ như vậy trong lịch sử ngành tài chính Việt Nam. 1.066.000 tỷ đồng là số tiền mà bà Trương Mỹ Lan đã âm thầm rút ra từ ngân hàng SCB. Nếu bạn vẫn chưa mường tượng ra thì nó tương đương gần 11% GDP toàn Việt Nam vào năm 2022. Tức là bằng 1 phần 10 giá trị hàng hóa của toàn bộ Việt Nam sản xuất ra trong năm 2022. Khủng khiếp. Trong đó 304.096 tỷ đồng là số tiền mà bà Lan đã chiếm đoạt riêng. Mặc dù chỉ bằng 1 phần 3 con số trên, nhưng nó cũng lớn hơn tổng tài sản 5 tỷ phú giàu nhất Việt Nam cộng lại. Và nếu so với quốc tế thì đó cũng tương đương với top 3 vụ lừa đảo tài chính lớn nhất thế giới. Vậy thì hãy cùng tác giả Vũ Anh Tuấn từ quỹ đầu tư QM Capital tìm hiểu xem vụ tham ô tài sản lớn nhất từ trước đến nay được thực hiện như thế nào nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nguồn cơn của tất cả mọi thứ, là từ người phụ nữ này. Đây là bà Trương Mỹ Lan, tên thật là Trương Muội, sinh năm 1956 tại thành phố Hồ Chí Minh, là người Việt gốc Hoa. Gia đình họ Trương của bà được mệnh danh là gia tộc giàu có bậc nhất tại Việt Nam, nhưng cũng rất kín tiếng trên truyền thông, vì thế mà thông tin về gia tộc này rất ít được công khai. Do đó những con số mà chúng ta biết có thể cũng chưa hoàn toàn phản ánh hết các giá trị tài sản ngầm của gia tộc này, cũng như công ty gia đình của họ có tên là Vạn Thịnh Phát. Qua các thông tin được công bố chính thức, chúng ta biết được bà Trương Mỹ Lan thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát vào năm 1992. Năm 2007, chuyển thành công công ty cổ phần, tăng vốn lên 6.000 tỷ đồng, trong đó bà Lan chi phối đến 80%. Và từ đây, dưới sự dẫn dắt của bà, tập đoàn này đã phát triển ra vô số dự án lớn trong hệ sinh thái của mình thông qua hàng trăm công ty con. Cho đến nay, tập đoàn sở hữu rất nhiều các cao ốc ở những vị trí trung tâm, các khu đất vàng và vô số các dự án tại các vị trí đắc địa tại thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những đặc điểm chung của các công ty trong hệ thống Vạn Thịnh Phát là hầu hết đều có quy mô vốn điều lệ rất lớn, từ vài nghìn tỷ cho đến vài chục nghìn tỷ đồng, tương đương với các doanh nghiệp tầm trung trên sàn chứng khoán. Trên mặt báo thì không bao giờ thiếu những thông tin gây sốc về tập đoàn này như thâu tóm đất vàng, tạo lập các siêu dự án rồi đắp chiếu để đó. Và giờ đây, bí mật về đế chế Vạn Thịnh Phát đã chính thức được hé lộ. Vụ án của bà Trương Mỹ Lan được đưa ra dư luận vào tháng 10 năm 2022, khi bà Lan cùng đồng phạm là các lãnh đạo cấp cao của SCB, Tân Việt bị Bộ Công an tuyên bố bắt giữ. Kế hoạch tinh vi của hội nhóm bà Lan được dựa trên hai trụ cột chính là làm giả giấy tờ để rút tiền từ ngân hàng SCB và che đậy số tiền bẩn nhờ hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát cùng với hối lộ các quan chức cấp cao. Yếu tố đầu tiên, lợi dụng hoạt động huy động vốn của ngân hàng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của tập đoàn và mục đích cá nhân. Với chủ trương trên, bà Lan đã thâu tóm 3 ngân hàng tư nhân bằng việc mua sở hữu phần lớn cổ phần của các ngân hàng này để thao túng hoạt động kinh doanh, phục vụ cho mục đích cá nhân. Từ tháng 12 năm 2011, bằng hình thức nhờ người đứng tên sở hữu cổ phần, Trương Mỹ Lan đã nắm giữ 81,43% cổ phần Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, cũ, dưới tên của 32 cổ đông, 98,74% cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa, dưới tên của 36 cổ đông, và 80,46% cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất, dưới tên của 24 cổ đông. Sau đó, ba ngân hàng này được hợp nhất vào ngày 1 tháng 1 năm 2012 với tên gọi là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Ngân hàng SCB bây giờ. Và bà Lan đã thông qua 73 cổ đông đứng tên đã sở hữu 91,5% cổ phần của ngân hàng này. Với việc nắm quyền chi phối, bà Lan có thể dễ dàng đã đưa các cá nhân thân tín mà bà tin tưởng vào các vị trí chủ chốt tại ngân hàng SCB, trả mức lương cao cho họ từ 200 cho đến 500 triệu một tháng. Nhờ đó mà bà có thể sử dụng ngân hàng này như một công cụ tài chính để huy động tiền gửi của nhân dân và các tổ chức, huy động vốn từ các nguồn khác nằm ngoài quy định của luật các tổ chức tín dụng để phục vụ cho mục đích cá nhân của mình. Yếu tố thứ hai, hệ sinh thái nhàng nhịt của Vạn Thịnh Phát.
Trong quá trình hoạt động, tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã xây dựng hệ thống sinh thái với hơn 1.000 doanh nghiệp, gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước. Được chia thành nhiều tầng lớp, với hàng trăm cá nhân được thuê, đứng tên đại diện pháp luật hoặc là người có quan hệ họ hàng của cán bộ, công nhân viên của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát được chia làm 4 nhóm chính có quan hệ chặt chẽ với nhau, bao gồm: thứ nhất, nhóm công ty tài chính tại Việt Nam để rút tiền và cấp vốn, bao gồm SCB, công ty chứng khoán Tân Việt, công ty cổ phần đầu tư tài chính Việt Vĩnh Phú. Trong đó, SCB được sử dụng như một công cụ tài chính để cấp vốn cho các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Thứ hai, nhóm công ty có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam đều là các công ty lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn để lập ra các dự án thu hút tiền nhà đầu tư. Thứ ba, nhóm các công ty ma tại Việt Nam được thành lập để lấy pháp nhân vay vốn ngân hàng, góp vốn đầu tư vào các dự án, thực hiện việc đáo nợ hoặc ký hợp đồng hợp tác, thi công để các dự án trông như được đầu tư từ nhiều chủ đầu tư uy tín. Thứ tư, các công ty nước ngoài tại các thiên đường thuế để chuyển tiền bẩn ra nước ngoài và trốn thuế. Cách thực hiện: thông qua các cá nhân thân tín tại SCB và Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan đã thực hiện thủ đoạn rút tiền của ngân hàng dưới hình thức giải ngân cho các hồ sơ vay được lập khống. Mỗi khoản tiền rút ra sẽ được giao cho từng nhóm công ty con để dựng công ty ma, vẽ ra các dự án đầu tư, định giá khống các tài sản bảo đảm cho phù hợp. Thậm chí hầu hết các khoản vay của tập đoàn Vạn Thịnh Phát được rút trước và hợp thức hóa sau. Các giấy tờ cho vay của nhóm này đều có ký hiệu theo dõi riêng như là HSTT, hội sở tiếp thị, phương án, dự án, để nhân viên ngân hàng nhìn vào là hiểu các công ty trong hệ sinh thái và xử lý nhanh gọn luôn. Nhóm bà Lan cũng thành lập hàng nghìn pháp nhân, thuê hàng nghìn cá nhân làm đại diện pháp luật, đứng tên ký hồ sơ vay vốn, tài sản bảo đảm để hợp thức hóa việc rút tiền. Sở dĩ kho pháp nhân này ngày càng phình to bởi vì phải dựng nhiều cá nhân mới để đứng tên khoản vay, thì khi kiểm tra sẽ không có dư nợ tín dụng quá lớn. Để có thể rút tiền và qua mặt được hệ thống CIC, hệ thống kiểm tra dư nợ, bà Lan đã chỉ đạo cán bộ ở SCB chuyển tiền giải ngân vào các công ty ma, sau đó chuyển lòng vòng giữa các công ty trong hệ sinh thái, cuối cùng rút tiền mặt để cắt đứt dòng tiền. 94% lượng tiền mặt của SCB được rút ra với cùng một quy trình là như vậy, và chỉ để phục vụ hội nhóm của bà Lan. Hối lộ quan chức cấp cao. Và tất nhiên, để có thể một tay che trời trong suốt một khoảng thời gian dài, chắc chắn không thể thiếu được sự trợ giúp từ 85 bị can khác, là những lãnh đạo cấp cao của các bên thanh tra, ngân hàng, định giá. Những người đáng ra phải sớm lôi vụ việc ra ánh sáng thì nay lại làm những việc trái với lương tâm chỉ vì chữ tiền. Trong đó, tiêu biểu có thể kể đến Cục trưởng Cục Thanh tra Đỗ Thị Nhàn đã nhận 5,2 triệu đô, cao nhất vụ án, và Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Văn Hưng nhận tổng cộng 390.000 đô, cùng một số thành viên đoàn thanh tra khác cũng nhận từ 1.000 cho đến 21.000 đô tiền hối lộ. Trong báo cáo về kết quả thanh tra tại SCB của Ngân hàng Nhà nước trình bày với Chính phủ, bà Nhàn đã chỉ đạo chỉ nêu chung chung, không ghi sổ liệu, không nêu thực trạng tài chính yếu kém của SCB, mục đích là để làm mờ cho các sai phạm của SCB. Thậm chí là khi thành viên đoàn thanh tra đề xuất đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt, thì ông Hưng đã gạt nội dung này khỏi báo cáo và đề xuất Chính phủ tiếp tục tạo điều kiện cho SCB tái cơ cấu. Ngoài ra cũng còn vô số các lãnh đạo liên quan khác, trong đó có nhiều người thậm chí chết một cách đột ngột không thể lấy được thêm thông tin. Như bà Nguyễn Phương Hồng, thành viên hội đồng quản trị ngân hàng SCB, đột tử 2 ngày sau khi bị bắt. Hay ông Nguyễn Tiến Thành, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt cũng chết một cách bí ẩn ngay trước khi thời điểm vụ án Vạn Thịnh Phát bị phanh phui. Thực tế, trước khi chính thức bị bắt, tập đoàn này đã dính nhiều sai phạm về kinh tế từ 4 đến 5 năm nay nhưng chưa bị sờ gáy. Có thể kể đến như sai phạm trong xây dựng tòa Vạn Thịnh Phát, lợi dụng quyền sử dụng đất trái phép tại đường Nguyễn Du, sai phạm bảo lãnh tại ngân hàng SCB, dính líu tới hai công ty Dream Republic và Shin Mega, bỏ cọc hàng nghìn tỷ đồng tại sự kiện đấu giá đất Thủ Thiêm giống như Tân Hoàng Minh. Tên của bà Lan cùng chồng cũng từng xuất hiện trong hồ sơ Panama về việc rửa tiền. Và cả gia đình của bà từng xin thôi quốc tịch Việt Nam để di định cư nước ngoài vào năm 2014 nhưng không được chấp thuận. Cho đến mới đây,
Khi có đủ bằng chứng thì cán bộ công an đã chính thức truy tố bà Lan với 3 tội: đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Trong một thập kỷ kể từ năm 2012 đến năm 2022, thì đội nhóm của bà Lan đã rút ruột của SCB hơn 1 triệu tỷ đồng. Đây đều là tiền gửi của người dân hết. Và tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 thì còn hơn 677.286 tỷ đồng dư nợ đều thuộc nhóm không có khả năng thu hồi. Và giờ đây câu hỏi quan trọng là số lượng tiền gửi đã bị chiếm đoạt tại SCB sẽ được xử lý ra sao? Một số phương án xử lý mà mình cập nhật được: bán các tài sản của Vạn Thịnh Phát tại Việt Nam để bổ sung lại số tiền đã thất thoát, ước tính mất trên 10 năm. Tài sản đang được thu hồi của Vạn Thịnh Phát có thể đạt mức 30-50% giá trị số tiền hơn 300.000 tỷ mà bà Lan đã chiếm đoạt. Gây sức ép bán các tài sản ở nước ngoài để chuyển tiền lại Việt Nam, ước tính cũng vài năm. Cơ cấu lại SCB để nó sinh lời và bổ sung số tiền lời đó cho số tiền thất thoát, mất cũng vài chục năm. Ước tính SCB có thể mất: thứ nhất, 196.000 tỷ Việt Nam đồng sau khi thu hồi tài sản đảm bảo cho các khoản vay của Vạn Thịnh Phát. Và thứ hai là 129.000 tỷ lãi, phí phải thu. Tổng cộng là khoảng 330.000 tỷ Việt Nam đồng, tương đương với 44% tổng tài sản của SCB ở thời điểm hiện tại. Mặt tích cực là SCB không tham gia nhiều vào hệ thống liên ngân hàng Interbank từ lâu nay, nên các khoản vay mượn của SCB trên hệ thống gần như là không có. Vì vậy mà mức độ ảnh hưởng sẽ là gánh nặng trong việc cơ cấu của riêng SCB, chứ không ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng và các ngân hàng khác. Thật choáng ngợp khi mà một đế chế hùng hậu như Vạn Thịnh Phát thực chất lại là một tổ chức phạm tội quy mô lớn, sử dụng ma trận lừa đảo tinh vi và trắng trợn để móc túi những người dân vô tội và thao túng hệ thống pháp luật tối cao. Từ những con số khổng lồ kể trên thì vụ việc sẽ gây ra những tác động rất lớn đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, như là sự an toàn của hệ thống ngân hàng, niềm tin của nhà đầu tư, uy tín của nhà nước trong việc quản lý sai phạm. Nguồn cơn của mọi việc, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng bọn và những quan chức ăn hối lộ, tham nhũng sẽ phải bị trừng phạt thích đáng để ngăn chặn những hậu quả về sau. Nhưng chắc chắn những hậu quả mà vụ đại án này để lại sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể xử lý được, và câu chuyện về nó vẫn sẽ còn được kể lại lâu hơn thế. Có thể bạn chưa biết, năm 2022, Việt Nam xếp thứ 77 trên 180 về mức độ tham nhũng trên thế giới, tiến 10 bậc từ xếp hạng thứ 87 vào năm 2021 do Tổ chức Minh bạch Quốc tế TI công bố. Top 1 là ít tham nhũng nhất. Đây được coi là mức tốt so với mặt bằng chung, vì 86% các nước trên thế giới không cải thiện tốt hơn mức độ tham nhũng này trong một thập kỷ trở lại đây. Việt Nam thậm chí nằm trong top 3 nước có mức cải thiện tích cực nhất trong 5 năm trở lại đây. Tuy nhiên, sự thật có phải như vậy không, khi vẫn còn đó những Việt Á, FLC hay mới đây là đại án Trương Mỹ Lan với những con số choáng ngợp như 1 triệu tỷ đồng bị rút lõi, 300.000 tỷ bị chiếm đoạt, giá trị tương đương top 3 vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử thế giới và hơn 42.000 bị hại chỉ tính riêng trái phiếu Vạn Thịnh Phát. Đây rõ ràng không phải vụ án tham ô đầu tiên mà chúng ta được biết, bởi vì trong quá khứ cũng đã có rất nhiều những vụ đại án như vậy gây thất thoát hàng trăm nghìn tỷ cho nhà nước, và đặc biệt là các vụ sau ngày càng tinh vi và liều lĩnh hơn các vụ trước. Vậy lý do đằng sau là gì? Và liệu sau này có thể có đại án nào đánh bại những con số khổng lồ trong vụ đại án lịch sử Trương Mỹ Lan được không? Hãy cùng Spider Room và bạn Anh Tuấn Vũ điểm lại một số đại án chấn động nhất trong lịch sử kinh tế Việt Nam để tìm câu trả lời nhé! Một, EPCO Minh Phụng 1999. Đầu tiên là một vụ án mà mình thấy gần như là phiên bản tiền nhiệm của vụ Vạn Thịnh Phát vậy. Chủ mưu cũng là người Việt gốc Hoa, chùm bất động sản, tham ô bằng cách rút tiền từ ngân hàng và che giấu bằng cách dùng nhiều công ty con cùng với cả hối lộ quan chức. Tuy nhiên, sự thú vị ở đây là cho đến nay vẫn có nhiều ý kiến trái chiều về việc chủ mưu của vụ án thực chất là người tốt hay xấu. Và nhân vật chúng ta đang nói đến ở đây chính là Tăng Minh Phụng, một trong những đại gia đầu tiên, người từng được coi là ông vua bất động sản Việt Nam thập niên 90. Công ty Minh Phụng của ông khởi đầu là một công ty nhỏ làm trong lĩnh vực dệt may.
nhờ sự chăm chỉ của chính ông mà công ty nhanh chóng trở thành chuỗi phân xưởng lớn nhất trong thành phố những năm đầu thập niên 80. Ông Phụng được miêu tả là người giản dị và rất chịu khó. Ngay cả khi công ty phát triển mạnh mẽ rồi thì ông cũng luôn có mặt ở phân xưởng. Đồ ăn buổi trưa luôn là ổ bánh mì, chai nước suối và ba tờ báo. Niềm vui duy nhất của ông là con cái và đam mê lớn nhất của ông là công việc. Không rượu chè, cờ bạc, trai gái, vợ ông miêu tả. Vào những năm 1993 cho đến năm 1996, công ty Minh Phụng đã có doanh thu vài triệu đô la cùng hàng nghìn nhân công. Bước ngoặt chính thức đến vào năm 1992, khi công ty Minh Phụng quyết định tham gia vào lĩnh vực bất động sản, một nơi đầy tiềm năng nhưng cũng không ít rủi ro. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, công ty chưa có chức năng kinh doanh bất động sản, vì thế việc này có thể coi là bất hợp pháp. Đến đầu năm 1997, tổng danh mục bất động sản của Tăng Minh Phụng đã có lên tới 169 biệt thự nhà ở, văn phòng các loại, 1,2 triệu mét vuông nhà xưởng, 2,6 triệu mét vuông đất chuyên dùng và các tài sản khác phân bố khắp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Lâm Đồng. Thế nhưng số tài sản khổng lồ này có được không phải là nhờ tiềm lực tự thân của doanh nghiệp này mà hoàn toàn từ vốn vay ngân hàng. Thực chất, các bất động sản mới mua đều ngay lập tức được thế chấp cho ngân hàng để công ty có dòng vốn đầu tư tiếp. Vì vậy, rủi ro đòn bẩy là cực cao. Câu chuyện thực tế đã bắt đầu vào giai đoạn từ năm 1993 cho đến năm 1996. Với đòn bẩy lớn, công ty đã rơi vào tình thế khó khăn do lãi vay tăng nhưng giá bất động sản thì không tăng theo kịp. Khi đó, ông Phụng đã có một quyết định sai lầm. Thay vì bán bớt tài sản để trả nợ, thì ông đã lên kế hoạch lừa các ngân hàng để tiếp tục có vốn đầu tư. Vậy cách thức lừa đảo ra sao? Thì theo quy định của ngân hàng nhà nước vào thời điểm đó, một doanh nghiệp chỉ được vay vốn không quá 10% vốn tự có. Nên để có thể vay được nhiều, ông Phụng đã thành lập rất nhiều công ty con, cấu kết với các quan chức ngân hàng, sử dụng trên 40 pháp nhân để vay vốn từ 7 ngân hàng lớn. Tổng số nợ là gần 6.000 tỷ đồng và 32,6 triệu USD. Tăng Minh Phụng sau đó bị tuyên án tử. Cho đến bây giờ, nhiều người vẫn nói rằng vấn đề của ông Phụng bắt nguồn từ tham vọng quá lớn của ông. Ngay cả khi khám xét nhà Tăng Minh Phụng, cơ quan điều tra cũng không tìm thấy tài sản riêng gì có giá trị vì ông đã đầu tư toàn bộ số tiền tự có vào công ty Minh Phụng. Câu chuyện đúng sai thì mỗi người sẽ có câu trả lời riêng của mình. Tuy nhiên, cuộc đời của ông vẫn là bài học lớn cho giới đầu tư sau này về câu chuyện cân đối giữa rủi ro và lợi nhuận trong quá trình đầu tư. 2. Tập đoàn kinh tế Vinasin từ năm 2012 đến năm 2014. Tiếp theo, một trong những đại án tham ô lớn nhất trước thời Trương Mỹ Lan phải kể đến đại án Tập đoàn Công nghệ Tàu thủy Việt Nam, Vinasin. Tập đoàn này thành lập năm 2006 do chính phủ sở hữu 100% vốn điều lệ. Kể từ sau khi thành lập, Vinasin đã đồng loạt triển khai các dự án nghìn tỷ. Tuy nhiên, rất nhiều trong số đó thua lỗ và gây thất thoát hàng trăm tỷ do những sai phạm trong điều hành và kế hoạch tham ô của ban quản lý. Một số dự án có thể kể đến như mua tàu cũ giá cao. Cụ thể, một dự án của công ty đã chi hơn 3.000 tỷ đồng mua 6 con tàu có tuổi từ 22 đến 26 năm. Các tàu này sau đó không chạy được do hỏng hóc hoặc càng chạy càng lỗ, chi phí sửa chữa còn cao hơn là mua mới. Điển hình là có tàu Last Sông Danh, sau khi được đưa vào vận hành, chỉ chạy được một lần chở than từ Quảng Ninh và Sài Gòn, lần đầu và cũng là lần cuối luôn. Tổng tiền thu được chuyến đó chỉ là 1,8 tỷ, nhưng chi phí mất lên tới 4 tỷ. Thời gian thực hiện cũng đạt kỷ lục gần 2 tháng, nghe thật hài hước phải không? Hay một dự án khác là mua tàu Hoa Sen năm 2007. Con tàu này đã được sản xuất vào năm 2001, qua sử dụng rất nhiều lần, rất cũ rồi, thậm chí là từng bị thủng đáy trong thời gian khai thác ở Italia. Ông Phạm Thanh Bình, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Vinasin lúc đó biết điều này, tuy nhiên vẫn lấp liếm thông tin và cố bỏ ra hơn 1.300 tỷ đồng để mua bằng được đống sắt vụn này về. Để sau đó tàu càng chạy càng lỗ, đến khi không sử dụng thì vẫn phải trả lãi vay 80 tỷ đồng mỗi năm và đốt tổng cộng 500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Sai phạm trong đầu tư. Tương tự các khoản chi tiêu bị làm giá, các khoản đầu tư của tập đoàn này cũng gặp rất nhiều sai phạm. Như tháng 3 năm 2007, Vinasin góp vốn xây dựng nhà máy nhiệt điện sông Hồng, tổng mức đầu tư là 1.500 tỷ. Ông Phạm Thanh Bình tiếp tục là người phê duyệt.
Tuy nhiên vào tháng 5 năm 2007, sau khi thẩm tra hồ sơ, Bộ Công nghiệp đã nhận ra dự án không có cơ sở pháp lý để phê duyệt, thiết bị công nghệ thì lạc hậu và kết quả là phải đình chỉ thực hiện, tổng thiệt hại là hơn 300 tỷ đồng. Thế nhưng không hiểu sao sau đó tập đoàn lại đầu tư một dự án điện khác là nhà máy điện Cái Lân với tổng mức đầu tư là 36 triệu đô, tương đương 600 tỷ đồng. Mặc dù hợp đồng quy định rõ các thiết bị máy móc phải được mua mới và có xuất xứ từ châu Âu, nhưng ban quản lý dự án đã ký kết với nhà thầu mua sắm nhiều thiết bị đã qua sử dụng, kém chất lượng, không đồng bộ. Trong đó thiết bị chính của nhà máy thậm chí được tháo dỡ từ một nhà máy điện thanh lý ở Trung Quốc. Kết quả lại ném 70 tỷ đồng ra ngoài cửa sổ. Ngoài ra còn rất nhiều những sai phạm khác không chỉ xảy ra ở Vinasin mà còn thuộc nhiều đơn vị trực thuộc và ảnh hưởng tới 33 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng thiệt hại là hơn 900 tỷ đồng và lượng tài sản tham ô lên tới 19 triệu đô. 9 bị cáo sau đó đều bị bắt và xử ở mức án từ 10 đến 20 năm tù. Ông Bình chịu mức án cao nhất 20 năm tù và phải bồi thường 500 tỷ. Những tưởng sự việc với Vinasin đến đó là đã kết thúc. Nhưng không. Giữa năm 2010, chính phủ ban hành quyết định về việc tái cơ cấu Vinasin và cấp cho tập đoàn này hơn 6.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, Nguyễn Ngọc Sự, chủ tịch hội đồng thành viên Vinasin khi đó, đã không sử dụng số tiền đó vào tái cơ cấu, mà lại dùng để gửi tiền vào ngân hàng Ocean Bank nhằm mục đích ăn tiền lãi gửi và những khoản bên ngoài khác. Việc này được Hà Văn Thắm, chủ tịch hội đồng quản trị Ocean Bank đề xuất khi ông này biết Vinasin có khoản tiền lớn mới về. Vào ngày 29 tháng 10 năm 2010, Nguyễn Ngọc Sự ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Trương Văn Tuyến, Tổng Giám đốc Vinasin, ký văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị được sử dụng tiền gửi có kỳ hạn tại Ocean Bank nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Chính phủ tất nhiên là không chấp thuận, nhưng hai bị cáo vẫn tự ý gửi tiền để chuộc lợi cá nhân. Sau đó từ tháng 11 năm 2010 đến tháng 6 năm 2014, Vinasin đã thực hiện 2.341 hợp đồng giao dịch gửi tiền có kỳ hạn vào Ocean Bank với tổng giá trị tiền gửi là 103.000 tỷ đồng, số lãi tương ứng với 1.000 tỷ đồng. Còn Ocean Bank theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm đã thực hiện việc chi trả tiền ngoài lãi suất cho Vinasin là hơn 105 tỷ đồng. Việc chia chác số tiền này thế nào thì đều do ông Sự quyết định. Ông này về sau cũng nhận mức án cao nhất là 16 năm tù. Còn Hà Văn Thắm thì về sau đó còn dính dáng tới đại án Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và chịu mức án chung thân. Đúng là khó khăn chồng chất khó khăn khi mà số tiền đáng ra được dùng để sửa chữa những sai phạm cũ thì lại được dùng để tái phát những sai phạm mới. Thứ ba, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN từ năm 2015 đến năm 2017. So với hai vụ án về bất động sản và tàu thủy thì đại án Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ còn làm bạn sốc hơn nhiều vì sự nghiêm trọng của nó. Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2017, các sự vụ liên quan PVN trầm trọng đến nỗi cả 4 người từng là chủ tịch hội đồng thành viên PVN đều bị khởi tố. Một lãnh đạo công ty con của PVN, PVC là Trịnh Xuân Thanh, thậm chí gây ra xung đột giữa Đức và Việt Nam. Vì ông này sau khi phạm tội đã trốn sang Đức, sau đó được đưa về Việt Nam thì bên Đức cáo buộc Việt Nam đã bắt cóc bị cáo. Sau đó, phía Đức đã đuổi hai nhân viên ngoại giao Việt Nam về nước và tạm đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Do giới hạn bài viết nên mình sẽ nhắc tới hai sai phạm lớn liên quan đến ông Đinh La Thăng. Các sự vụ khác các bạn có thể tự tìm hiểu thêm thông qua bác Google nhé. Vụ án đầu tiên là dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Cụ thể, PVN đã được giao làm đầu mối đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 với tổng mức đầu tư sau thuế là hơn 31.505 tỷ đồng, tương đương với gần 1,7 tỷ đô. Mặc dù chưa chọn nhà thầu, nhưng ông Đinh La Thăng, chủ tịch hội đồng quản trị PVN lúc đó, đã chỉ định công ty cổ phần xây lắp dầu khí PVC, công ty con của PVN thực hiện gói thầu EPC cho dự án này. Cùng với đó chỉ đạo PV Power ký hợp đồng EPC số 33 với PVC trái quy định, sau đó lại chỉ đạo cấp dưới và ban quản lý dự án căn cứ hợp đồng này cấp tạm ứng hơn 6,6 triệu đô và trên 1.312 tỷ đồng cho PVC. Thực tế, PVC còn chưa có kinh nghiệm quản lý, điều hành những dự án lớn như thế này.
Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc PVC lúc bấy giờ là ông Trịnh Xuân Thanh đã không dùng số tiền ứng trước vào thực hiện dự án mà đã rút lõi 1.115 tỷ đồng để trả các khoản nợ khác. Hậu quả là dự án bị chậm tiến độ 18 tháng, đội vốn hàng triệu đô và gây thiệt hại cho nhà nước gần 120 tỷ đồng. Còn vụ án thứ hai, đó là ông Đinh La Thăng chỉ đạo cấp dưới góp vốn trái pháp luật vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương, Ocean Bank, gây thất thoát cho nhà nước 800 tỷ đồng. Còn đầu mối sai phạm tại Ocean Bank chính là Hà Văn Thắm mà mình đã nhắc ở trên. Kết hợp với những sai phạm khác nữa thì ông Đinh La Thăng đã gây thiệt hại hơn 2.000 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước và kết quả là bị lãnh án 30 năm tù cùng với mức bồi thường 830 tỷ đồng. Còn ông Trịnh Xuân Thanh sau một năm trốn truy nã ly kỳ như là trong phim liên đới tới cả mối quan hệ Việt Nam và Đức thì tháng 7 năm 2017 đã ra đầu thú, bị kết án tù chung thân và phải bồi thường tổng cộng 122 tỷ đồng. Thay lời kết, bà Phạm Chi Lan, thành viên Ban Cố vấn Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, các thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải cũng từng phát biểu rằng một điều tra ở Việt Nam cho thấy trung bình cứ 1 đồng lợi nhuận thì doanh nghiệp phải mất 1,02 đồng cho bôi trơn. Có nghĩa là nếu tham nhũng ở nước ta giảm đi 50% thì đã làm tăng được 50% lợi nhuận của doanh nghiệp rồi. Nói vậy để thấy tham nhũng vốn vẫn là một vấn đề nhức nhối ở nước ta. Nó thậm chí đã thành văn hóa khi mà người ta mặc định nếu bạn vào làm những vị trí đó thì kiểu gì cũng phải có những hoạt động ngầm như vậy. Điều này gây ra nhiều hệ lụy. Công chúng mất lòng tin về bộ máy quản lý. Việt Nam mất uy tín với các dòng vốn đầu tư quốc tế. Xã hội mất cân bằng. Và nguy hiểm nhất là đà phát triển của cả quốc gia bị kéo lùi chỉ vì lợi ích của một số cá nhân. Chính vì vậy mà chính phủ gần đây đã có những thông điệp rất mạnh mẽ trong việc tuyên chiến với tham ô, tham nhũng. Bằng chứng là rất nhiều sai phạm nghiêm trọng đã được đưa ra ánh sáng chỉ trong một thời gian ngắn như là Việt Á, kit xét nghiệm hay gần đây hơn là Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát. Tất nhiên kết quả về dài hạn thế nào thì chỉ thời gian mới có thể trả lời. Nhưng ít nhất chúng ta đã và đang quan sát được những tiến triển, những thành công nhất định trong cuộc chiến dài hơi này. Ngày 6 tháng 6 năm 2022 có lẽ là ngày ảm đạm nhất của ngành y tế, khi cùng một lúc Bộ trưởng Nguyễn Thành Long bị bãi nhiệm chức và Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng gửi đơn xin nghỉ việc. Đó là những gì mà các kênh truyền thông đăng tải khi thông tin vụ án Việt Á chính thức bị đưa ra công chúng. Chưa dừng ở đó, mức độ nghiêm trọng còn liên đới tới gần 100 người bị khởi tố, với nhiều quan chức cấp cao khác trong các Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố CDC và các bệnh viện của 62 trên 63 tỉnh thành toàn Việt Nam. Với hơn 100 tỷ tiền hối lộ, hơn 1.000 tỷ thiệt hại đã được gây ra, cùng nhiều thứ trưởng, bộ trưởng bị bắt giữ, đây xứng đáng là một trong các vụ đại án nghiêm trọng nhất của Việt Nam trong những năm gần đây. Nhân tiện sự kiện vụ án Việt Á vừa được xét xử trong ngày 12 tháng 1 vừa qua, hãy để Spider Room tìm hiểu chi tiết sự việc trong bài viết của tác giả anh Tuấn Vũ nhé. Một, nguồn cơn sự việc. Trước khi bắt đầu, để hiểu về sự việc, chúng ta cần phân biệt giữa kit test nhanh và kit test PCR. Kit test nhanh thì bạn có thể mua ở bất kỳ nhà thuốc nào, rồi về tự test và cho ra kết quả ngay lập tức. Thế nhưng, độ chính xác lại không cao. Còn kit test PCR thì mẫu sau khi lấy phải cho vào máy PCR kiểm tra. Tuy thời gian lâu hơn nhiều, nhanh nhất là 30 phút hoặc là vài tiếng mới cho ra kết quả. Thế nhưng, tỷ lệ chính xác lên đến 99%. Và vụ án Việt Á sẽ liên quan đến kit test PCR nhé. Tóm tắt nhanh để bạn đọc dễ hiểu, Việt Á hợp tác cùng Học viện Quân y để nghiên cứu kit test PCR. Sau đó bằng các sai phạm và hối lộ, công ty này độc chiếm phát minh kit test, lấy được chữ ký bảo đảm của Bộ Y tế, gian lận đấu thầu để phân phối cho các CDC, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh và nâng khống giá để chuộc lợi bất chính. Nhưng bước ngoặt bất ngờ là cái kit test đó thậm chí cũng không phải phát minh của Việt Á hay là Học viện Quân y, mà chỉ là mua nguyên liệu từ nước ngoài về, sau đó trộn lại để sản xuất ra thứ được gọi là Made in Việt Nam. Ok, giờ đi vào chi tiết nhá. Mọi thứ khởi sự vào đầu năm 2020
khi COVID bùng nổ ở bên Trung Quốc thì ông Trịnh Thành Hùng, thời điểm đó là Phó Vụ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, được ông Hồ Anh Sơn, lúc đó là Thượng tá quân đội hay là Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược thuộc Học viện Quân y, gọi điện và thông báo rằng Học viện Quân y đã tiếp cận được tài liệu của Đức và đã thử nghiên cứu kit test COVID-19 nhưng chi phí cao nên cần Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ. Ông Hùng đồng ý nhưng đề xuất Học viện Quân y phải hợp tác với một doanh nghiệp được cấp chứng chỉ iOS về kit test PCR để nếu thành công thì sản phẩm sẽ được xin cấp phép lưu hành của Bộ Y tế và sản xuất số lượng lớn. Và ông Hùng đề xuất với công ty Việt Á, tổng giám đốc công ty là ông Phan Quốc Việt. Còn lý do tại sao chọn Việt Á mà không phải công ty khác thì không ai biết. Sau đó thì Bộ Khoa học Công nghệ đã cấp 18 tỷ đồng kinh phí cho dự án nghiên cứu kit này của Học viện Quân y hợp tác cùng với công ty Việt Á. Sai phạm. Biến của chung thành của riêng. Sự việc bắt đầu có những dấu hiệu sai phạm đầu tiên khi nghiên cứu của Học viện Quân y chưa hoàn thành, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó thì kit test của công ty Việt Á phát minh riêng do bà Thủy là vợ của ông Việt nghiên cứu còn có chất lượng tốt hơn cả của Học viện Quân y. Nên kit test này đã được chọn để đem đi thử nghiệm và được Bộ Y tế cho lưu hành tạm thời. Tuy nhiên để được lưu hành chính thức thì Phan Quốc Việt đã chỉ đạo cấp dưới soạn biên bản thể hiện rằng đây là sản phẩm hợp tác giữa Học viện Quân y và công ty Việt Á. Cùng với đó là Học viện Quân y cho phép công ty Việt Á toàn quyền sử dụng kết quả nghiên cứu và được in logo của Học viện Quân y lên sản phẩm. Nghe thì khá là vô lý đấy. Hả? Nhưng kỳ lạ là nó vẫn thuyết phục được Bộ Y tế chấp thuận cho lưu hành. Như vậy chúng ta có thể thấy được sản phẩm được nghiên cứu bằng kinh phí của nhà nước do Bộ Khoa học Công nghệ làm chủ sở hữu đã bị chuyển thành sở hữu riêng của công ty Việt Á để họ có thể kinh doanh kiếm lời riêng. Ngay sau khi vụ việc thành công thì Phan Quốc Việt đã cảm ơn ông Hùng 8 tỷ. Còn ông Sơn thì được Việt nhờ mua tăm bông và ống thử số lượng lớn để làm nguyên liệu sản xuất kit test và hứa cho ông Sơn hưởng toàn bộ lợi nhuận từ việc này. Sau đó, cùng nhờ tác động từ ông Sơn cùng một số cán bộ của Học viện Quân y thì Học viện Quân y đã hai lần mua kit test từ Việt Á với giá cao mà không thông qua bất kỳ cuộc đấu thầu nào. Lần 1 là Học viện Quân y được Bộ Quốc phòng cấp 7,2 tỷ nhưng sau đó bị đội lên thành 9,2 tỷ. Lần thứ 2 thì từ 17,5 tỷ đồng bị đội lên gần gấp đôi lên tới 32,2 tỷ. Còn ông Sơn và một số cán bộ cấp cao của Học viện Quân y thì nhận được tổng cộng 7,1 tỷ hoa hồng từ các sự vụ trên. Hối lộ quan chức của các bệnh viện, CDC, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh để gian lận trong việc đấu thầu và đưa kit test của Việt Á vào sử dụng cho hoạt động phòng chống dịch. Đúng như đấu thầu thì ông nào chất lượng tốt nhất với giá cả rẻ nhất sẽ được chọn. Nhưng Việt Á đã vượt qua cả hai tiêu chí đó và đánh vào yếu tố trả hoa hồng cao cho các quan chức lãnh đạo nhằm đưa kit test của họ và tiêu thụ trực tiếp tại các khu vực phòng chống dịch mà không cần cạnh tranh với bất kỳ bên nào khác. Ví dụ, có 3 ông ABC cùng đấu thầu cung cấp kit test với chất lượng tương đương. Giá 3 ông lần lượt đề xuất là 50.000, 70.000 và 100.000 đồng cho một bộ kit. Thì rõ ràng các bệnh viện sẽ chọn ông A để tiết kiệm chi phí nhất rồi. Tuy nhiên ông C mặc dù bán đắt nhất nhưng lại trả lại cho ban lãnh đạo bệnh viện 40.000 đồng trên một bộ kit. Kết quả là win-win, công ty và lãnh đạo bệnh viện đều có lợi, không ai bị thiệt. Đùa thôi, thực ra người chịu thiệt hại ở đây rõ ràng nhất là chúng ta, những người sẽ phải mua kit test với cái giá cao gần gấp đôi và số tiền đó chảy thẳng vào túi Việt Á cùng với các lãnh đạo bệnh viện và CDC. Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, mức tiền chiết khấu thường theo tỷ lệ từ 20 đến 30% giá trị gói thầu, cá biệt có trường hợp lên đến 40%. Và để có tiền trả hoa hồng cao cho các lãnh đạo thì Việt Á chắc chắn phải nâng khống giá kit test rồi. Bình thường thì khoảng 250.000 đồng một bộ, nay bị nâng lên là 470.000 đồng trên bộ, tức là gần gấp đôi. Nhờ thế mà có thể thu về hơn 4.000 tỷ đồng chỉ trong 2 năm đại dịch. Bịt miệng các cơ quan quản lý. Tất nhiên, sự chênh lệch giá bất thường này thì dân thường chúng ta khó đánh giá được. Vì một sản phẩm được Học viện Quân y nghiên cứu do Bộ Khoa học Công nghệ sở hữu, được Bộ Y tế công nhận và được chính các CDC phân phối, lại còn liên quan đến vấn đề sức khỏe trong thời buổi dịch bệnh
thì giá đắt một tí, chúng ta chắc chắn cũng sẽ không dám phàn nàn gì. Tuy nhiên điều này không thể qua mắt được các cơ quan quản lý, và Phan Quốc Việt cũng đã phải bịt miệng họ bằng cách đi đêm với hàng loạt quan chức từ Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ, và kể cả thư ký của Phó Thủ tướng Chính phủ. Khi kiểm tra giá hiệp thương, Bộ Y tế đã xác định công ty Việt Á thay đổi nguyên vật liệu sản xuất so với hồ sơ đăng ký lưu hành. Thế nhưng không ra kết luận kiểm tra, cũng không kiến nghị biện pháp xử lý. Điều này giúp công ty Việt Á tiếp tục sử dụng giá hiệp thương với Bộ Y tế đã được nâng khống, thậm chí đăng lên trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, tạo mặt bằng giá cao để bán cho các đơn vị địa phương, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản của nhà nước. Để cảm ơn sự đóng góp không biết mệt mỏi của các ban bệ lãnh đạo, Phan Quốc Việt chi hơn 106 tỷ đồng để cảm ơn họ bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó điển hình có ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế nhận 54 tỷ đồng. Ông Phạm Di Tuyến, cựu giám đốc CDC tỉnh Hải Dương nhận 27 tỷ đồng. Ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ nhận 4,6 tỷ đồng. Ông Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ nhận hơn 8 tỷ đồng cùng nhiều cán bộ cấp cao khác. Fun fact là Phan Quốc Việt nhận chi hàng trăm tỷ đồng tiền hối lộ và hoa hồng bán kit test, nhưng cho rằng đây chỉ là chia sẻ lợi nhuận mà công ty có được, chứ không phải là phạm pháp. Ông Chu Ngọc Anh thì nói rằng muốn trả lại tiền, nhưng vì dịch bệnh bộn bề nên không nhớ để trả, hiện giờ không biết chiếc vali đựng tiền ở đâu, thấy rất xót xa. Xóa dấu vết tinh vi. Để tránh cho các quan chức bị phát hiện việc nhận tiền, việc chuyển tiền hối lộ cũng được thực hiện rất tinh vi. Sau khi các cơ sở y tế chuyển tiền mua kit test vào tài khoản chính của công ty Việt Á, tiền chiết khấu được Phan Quốc Việt trích ra và chuyển qua tài khoản phụ của công ty Việt Á, rồi qua tài khoản cá nhân của em ruột Hồ Thị Thanh Thủy, vợ Phan Quốc Việt, rồi cuối cùng là đến các nhân viên phụ trách vùng của công ty Việt Á để họ rút tiền mặt rồi đưa cho các lãnh đạo. Nhìn chung là chuyển tiền lòng vòng rồi rút tiền mặt để cắt đứt dòng tiền và khó truy vết cho cơ quan chức năng. Vụ Trương Mỹ Lan cũng dùng chính cách này. Cùng với đó, Việt Á cũng dùng hai hệ thống sổ sách kế toán và lập phòng IT với 10 chuyên gia để bảo mật thông tin, cũng như nhanh chóng xóa dữ liệu điện tử khi bị phát hiện. Mọi thứ đều có chuẩn bị trước, ngay cả lời khai của các bị can cũng được thống nhất, nên chỉ riêng việc điều tra dòng tiền hối lộ thôi cũng đã mất liên tục 4 tháng. Bước ngoặt. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng về chất lượng kit test của Việt Á. Cụ thể, trên bao bì của các kit test này có ghi hai địa chỉ sản xuất, một là ở thành phố Hồ Chí Minh, hai là ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Khi tới địa chỉ thuộc thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ là căn phòng đóng kín bên ngoài có cái biển hiệu nhỏ bé chứ không hề có nhân viên. Còn cơ sở thuộc tỉnh Bình Dương thì chỉ là một nhà xưởng vắng vẻ. Đi vào trong không hề thấy có dây chuyền hiện đại nào như được quảng cáo, mà chỉ như một cái kho chứa đầy các thùng cắt tông. Nơi sản xuất chỉ là căn phòng 10m², để vài cái máy chiết tách cũ kỹ, vài cái tủ lạnh, tủ cấp đông lỗi thời. Thế nhưng nhân viên ở đây khai nhận công suất mỗi ngày lên tới 30.000 kit test. Vậy sự thật là gì? Đó là trên thực tế, Việt Á và Học viện Quân y không nghiên cứu gì cả. Tất cả các nguyên liệu dùng để sản xuất kit test đều được nhập khẩu ở nước ngoài, sau đó đưa về cơ sở ở Bình Dương để làm mỗi công việc là pha chế cho đúng tỷ lệ rồi đem ra thị trường và tiêu thụ. Cái được gọi là đề tài nghiên cứu kit test cấp quốc gia thực chất chỉ là trộn các loại sinh phẩm có sẵn với nhau mà thôi. Thậm chí là kit test của Việt Á còn chưa được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công nhận và tính hiệu quả đến nay vẫn là một ẩn số. Không ai biết đã có bao nhiêu người âm tính giả hay là dương tính giả do dùng các loại kit test này. 3. Hậu quả và xử lý. Theo thống kê, vụ Việt Á đã gây tổng thiệt hại 1.235 tỷ đồng, trong đó thiệt hại cho ngân sách nhà nước là 431 tỷ đồng. Các bị cáo cũng đã tự nguyện giao nộp lại gần 150 tỷ đồng để khắc phục hậu quả và hưởng khoan hồng từ pháp luật. Chiều ngày 12 tháng 1, hội đồng xét xử đã tuyên án cho 38 bị cáo. Điều có lẽ mà bị nhiều người phản ứng nhất là có đến 37 trên 38 bị cáo được tuyên mức án dưới khung truy tố. Trong đó Phan Quốc Việt là người duy nhất bị tuyên án trong khung truy tố và là mức cao nhất trong vụ án này với 29 năm tù.
Theo sau nổi bật là ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế lĩnh án 18 năm tù. Ông Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Việt Á lĩnh 15 năm. Ông Trịnh Thanh Hùng, vụ Phó Bộ Khoa học Công nghệ lĩnh 14 năm. Và nhiều bị cáo khác lĩnh án từ 2 cho đến 9 năm. Thay lời kết, sự bức xúc nhất của sự vụ này không phải là vì số tiền tham nhũng khổng lồ hay là lừa đảo như là vụ án Trương Mỹ Lan, Tân Hoàng Minh, mà là vì sự nhẫn tâm của các bị can. Trong đó có cả các quan chức cấp cao với nhiều năm cống hiến và đã nhận nhiều giải thưởng danh giá. Trong khi hàng triệu người vật lộn với đại dịch, hàng chục nghìn người tử vong, nhân dân khắp cả nước phải chịu đói, chịu thất nghiệp, chắt chiu từng đồng để xét nghiệm, thì có những người vẫn nhẫn tâm vắt kiệt hơn nữa từng đồng tiền khó khăn đó để mua nhà, mua xe, trục lợi riêng. Thêm vào đó, vì chất lượng kit test không đảm bảo mà không biết bao nhiêu người đã nhận kết quả sai. Người dương tính thì lại vào khu âm tính, còn người âm tính thì lại vào khu dương tính, để lại những hậu quả mà đến bây giờ cũng không thể nào sửa sai được. Với những hậu quả như vậy, khá nhiều người nói rằng mức án dành cho các bị cáo là quá nhẹ. Mình thì chưa đủ thẩm quyền để bình phẩm. Tuy nhiên, mình thấy thực tế tòa án lương tâm và những điều tiếng tồn tại mãi mãi sau này mới là những bản án lớn nhất dành cho họ. Minh chứng là sự hối lỗi và nước mắt đã rơi trong phiên tòa cuối cùng vào ngày 12 tháng 1. Tuy nhiên, những gì đã xảy ra thì không thể thay đổi được, và họ chắc chắn sẽ phải sống với nỗi ân hận và sự chỉ trích về những việc làm sai trái của mình từ giờ cho đến mãi về sau. Trịnh Văn Quyết có lẽ không phải là cái tên xa lạ đối với các bạn đang đầu tư chứng khoán. Cựu chủ tịch công ty FLC nổi danh trên sàn chứng khoán từ năm 2011 tới 2012 nhờ cổ phiếu của các công ty mà ông sở hữu luôn có mức tăng giá phi thường khi bắt đầu lên sàn. Bằng chứng là ông từng trở thành người giàu nhất trên sàn chứng khoán vào năm 2016 nhờ sự tăng giá của cổ phiếu ROS. Thế nhưng, anh Quyết này lại được biết đến nhiều hơn bởi những hành động sai trái một cách lộ liễu đến nực cười trên sàn chứng khoán mà chúng còn ngang nhiên được lặp đi lặp lại trong cả một khoảng thời gian dài trước sự theo dõi của các cơ quan chức năng. Vậy thì thực hư mọi chuyện thế nào, các sai phạm bắt nguồn từ đâu và Trịnh Văn Quyết đã làm thế nào để có thể móc túi được hàng chục nghìn nhà đầu tư như vậy? Hãy cùng Spider Room tìm hiểu qua bài viết của tác giả anh Tuấn Vũ. Nếu các bạn thích chia sẻ của Tuấn thì có thể follow tác giả này trên mạng xã hội, link chúng mình sẽ để trong phần mô tả. Đầu tiên chúng ta bắt đầu với người đàn ông này. Ông là Trịnh Văn Quyết, sinh năm 1975 tại tỉnh Vĩnh Phúc. Từ thời niên thiếu, ông được đánh giá cao về khả năng học tập và sự thông minh lanh lợi. Ngay từ năm thứ hai khi đang theo học Đại học Luật Hà Nội, ông đã bắt đầu kinh doanh bằng việc mở một trong những văn phòng gia sư đầu tiên ở Hà Nội. Nguồn thu từ đây giúp ông có vốn mở một văn phòng luật ngay sau khi ra trường, trong khi bạn bè cùng trang lứa vẫn đang loay hoay đi tìm việc. Công việc kinh doanh của công ty phát triển tốt, cho đến năm 2010 thì ông cho sáp nhập tất cả các công ty thành viên để thành lập công ty cổ phần tập đoàn FLC, viết tắt của ba từ Finance, Tài chính, Land, Bất động sản và Commerce, Thương mại, khởi đầu cho thời đại nhận diện thương hiệu dưới thời của ông Trịnh Văn Quyết. Dưới sự chèo lái của ông, FLC bắt đầu mở rộng đầu tư bất động sản bằng hoạt động M&A hay là buôn bán và sáp nhập và phát triển một loạt dự án ở Hà Nội, đồng thời xây dựng những khu nghỉ dưỡng có tổng mức đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng tại các địa phương khác, trở thành một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam. Nước đi này sau đó được trở thành lý do tạo nên sức hút của FLC khi lên sàn. Tháng 4 năm 2011, tập đoàn FLC chính thức được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trở thành công ty đại chúng. 6 tháng sau, vào ngày 5 tháng 10 năm 2011, FLC niêm yết 10 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX, đánh dấu bước đi đầu tiên trên sàn chứng khoán. Trong giai đoạn đầu giao dịch, FLC trở thành hiện tượng khi tăng giá ngoạn mục tới gần 300% chỉ sau 5 tháng. Tuy nhiên, tăng tốc giảm sâu, FLC sau đó đã lao dốc và lình xình suốt một năm trước khi nổi sóng trở lại với game chuyển sàn từ HNX lên HOSE. Năm 2013, FLC chính thức chuyển niêm yết 77,2 triệu cổ phiếu từ HNX sang HOSE. Chưa đầy một năm sau, cổ phiếu này được thêm vào nhiều rổ chỉ số quan trọng, điển hình là VN30, nhóm doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thị trường. Nhờ các thông tin tích cực, FLC được dòng tiền nhà đầu tư quan tâm giúp kéo giá tăng mạnh. Dù vậy, FLC cũng không thể trở lại giai đoạn đỉnh cao như khi mới niêm yết mà chỉ giao dịch dưới mệnh giá. Chú thích:
Mệnh giá ở đây là giá trị danh nghĩa mà công ty ấn định cho một cổ phiếu trên sổ sách, phân biệt với giá thị trường của cổ phiếu đó được quyết định bởi cung cầu trên thị trường. Theo luật ở Việt Nam thì mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng. Cổ phiếu dưới mệnh là các cổ phiếu đang giao dịch trên sàn chứng khoán có mệnh giá nhỏ hơn 10.000 đồng. Tất nhiên là vào năm 2020, toàn thị trường bị ảnh hưởng xấu bởi Covid-19 và FLC cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, kỳ lạ là cổ phiếu này vẫn luôn là một trong những cái tên được quan tâm nhất trên sàn chứng khoán với thanh khoản thường xuyên nằm trong top đầu thị trường. Năm 2021, khi dòng tiền đầu cơ chảy mạnh vào thị trường, FLC cùng các mã liên quan trong cùng hệ sinh thái như là ROS, HAI, AMD, KLF, GAB cũng bật tăng mạnh mẽ. Từ mức giá trà đá, FLC tăng gấp 10 lần, leo lên mức giá hơn 22.000 đồng vào phiên mùng 3 tháng 1 năm 2022, giúp nhiều cổ đông về bờ sau cả thập kỷ chờ đợi. Cổ phiếu này cũng lập kỷ lục về thanh khoản khi có tới 3 phiên thanh khoản khớp lệnh trên 100 triệu đơn vị. Tuy nhiên, hành trình lao dốc của FLC ấn tượng bao nhiêu thì quá trình lao dốc cũng sốc bấy nhiêu. Trong thời điểm mọi thứ đều đang tích cực, các nhà đầu tư đang hứng khởi vì các khoản lãi lớn thì vào phiên giao dịch vào ngày 10 tháng 1 năm 2022, chỉ trong vòng 5 phút phiên chiều, cổ phiếu này đang từ mức giá trần đã quay đầu giảm sàn. Giáng một đòn chí mạng lên tất cả các nhà đầu tư đang nắm giữ FLC và khởi đầu cho một chuỗi ngày bi kịch u ám sau đó. Ngay sau khi hết phiên, ông Trịnh Văn Quyết cũng bị phanh phui việc bán chui gần 75 triệu cổ phiếu FLC trong phiên để úp bô các nhà đầu tư và chỉ đưa ra một lý do là bởi thư ký quên không thông báo. Lần này các cơ quan chức năng đã không thể nào bỏ qua. Ngay sau hành động đó, ông Quyết bị khởi tố về tội thao túng thị trường chứng khoán. FLC cùng các công ty thành viên cũng vướng vào nhiều sai phạm nghiêm trọng về công bố thông tin sai quy định. Các cổ phiếu trong hệ sinh thái của FLC sau đó lần lượt bị hạn chế giao dịch, đình chỉ giao dịch rồi hủy niêm yết khi các kế hoạch giải cứu bất thành. Bắt đầu với cổ phiếu ROS, FLC bị hủy niêm yết vào cuối năm 2022, đầu năm 2023, rồi sau đó lần lượt là HAI, GAB, AMD, ART cũng theo chân. Và gần nhất là cái tên cuối cùng mang họ FLC là KLF cũng bị hủy niêm yết vào ngày 31 tháng 1 năm 2024. Nhà đầu tư cố gắng bán tháo, các giá cổ phiếu cũng vì thế mà lao dốc không phanh. Tại thời điểm bị đình chỉ giao dịch vào ngày 9 tháng 9 năm 2022, FLC đã giảm về mức giá 3.570 đồng trên cổ. Ngày 14 tháng 2, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã ra quyết định hủy niêm yết đối với cổ phiếu FLC. Toàn bộ 710 triệu cổ phiếu FLC bị hủy niêm yết vào ngày 20 tháng 2 năm 2023, chính thức khép lại câu chuyện ly kỳ bậc nhất trong lịch sử sàn chứng khoán Việt Nam kéo dài 12 năm. Bây giờ nếu bạn tìm kiếm mã cổ phiếu FLC thì vẫn sẽ thấy nó trên sàn Upcom với giá là 3.500 đồng trên cổ, nhưng tuyệt nhiên sẽ không thể ai giao dịch nó nữa. Vậy thì nhóm Trịnh Văn Quyết đã làm thế nào để thực hiện những hành vi sai trái trong suốt thời gian dài như vậy? Ngày 24 tháng 2 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 51 bị can trong vụ án hình sự liên quan tới công ty cổ phần tập đoàn FLC. Trong đó, Trịnh Văn Quyết bị truy tố 2 tội danh là thao túng thị trường chứng khoán, lái giá cổ phiếu, thu lời 723 tỷ và lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ bằng chiêu trò tăng vốn điều lệ khống. Đầu tiên là hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Trong thời gian từ ngày 26 tháng 5 2017 tới ngày 10 tháng 1 năm 2022, Trịnh Thị Minh Huế là em gái của Quyết mượn chứng minh nhân dân của 45 người để mở hơn 500 tài khoản chứng khoán nhằm thực hiện hành vi thổi giá với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC và ART. Cụ thể, 141 tài khoản được mở tại công ty chứng khoán BOS, mã chứng khoán ART thuộc nhóm FLC, và 359 tài khoản mở tại 40 công ty chứng khoán khác. Các tài khoản đều được cấp hạn mức khách hàng VIP, thậm chí cấp hạn mức khống, không cần chuyển tiền vào vẫn có số dư trong tài khoản chứng khoán để bà Huế thực hiện các vụ thao túng giá như liên tục mua tay trái bán tay phải để tạo thanh khoản cho cổ phiếu, mua bán với khối lượng lớn vào thời điểm mở và đóng cửa phiên giao dịch để tạo cung cầu giả và đặt lệnh mua bán cổ phiếu với số lượng lớn, sau đó hủy lệnh để gây ảnh hưởng tâm lý nhà đầu tư và tạo thanh khoản ảo. Trong đó, thương vụ nổi bật là quá trình đẩy giá cổ phiếu FLC từ 14.000 đồng một cổ vào ngày 1 tháng 12 năm 2021 tăng 60%, đạt mức cao nhất 24.000 trên cổ trong phiên mùng 10 tháng 1 năm 2022. Cũng chính trong phiên giao dịch đó, khi mọi thứ đã chín muồi, ông Quyết chỉ đạo người thân bán chui 75 triệu cổ mà không có thông báo trước. Nhóm Trịnh Văn Quyết nhờ thế đã hưởng lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng. Tuy nhiên, may mắn là sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã hủy giao dịch toàn bộ số cổ phiếu do ông Quyết bán ra. Những nhà đầu tư mua số cổ phiếu này cũng được hoàn tiền. Tất nhiên, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Trong quá khứ, ông Quyết cũng đã nhiều lần đẩy giá các cổ phiếu khác trong họ FLC. Nhẹ thì có mã chứng khoán HAI tăng 459%,
mã FLC tăng 593% từ tháng 9 năm 2020 tới tháng 1 năm 2022. Còn khó tin hơn thì có mã GAB thậm chí được thổi giá tăng lên tận 1.776%, thật là phi thường. Tiếp theo là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng với cổ phiếu công ty Pharos, mã chứng khoán là ROS, cách lừa đảo có phần cao tay hơn khi không chỉ thổi giá mà Trịnh Văn Quyết còn tăng vốn khống cho cổ phiếu này trước khi lên sàn. Cụ thể, từ năm 2014 đến tháng 9 năm 2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân là lãnh đạo các công ty thuộc tập đoàn SVC cùng người thân, họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn, thực hiện các thủ đoạn ký khống hồ sơ góp vốn vào công ty Pharos, làm tăng vốn điều lệ của công ty từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần. Hiểu đơn giản là đội nhóm Trịnh Văn Quyết không cần nộp tiền góp vốn như thông lệ, nhưng vẫn được sở hữu phần lớn trong số 430 triệu cổ phần ROS. Do đó, nếu số cổ phiếu này lên sàn, nhóm ông Quyết bán ra cho nhà đầu tư thì gần như bán giá nào cũng lãi. Tháng 9 năm 2016, 430 triệu cổ phiếu ROS hình thành từ vốn góp khống đã được niêm yết trên HOSE với giá tham chiếu chỉ 10.500 đồng trên một cổ. Nhờ tin tốt về tăng vốn cộng với hoạt động thao túng giá thì cổ phiếu ROS đã tăng gấp 20 lần chỉ sau 1 năm, đạt mức 210.000 đồng trên một cổ. Lúc đó, ROS đứng thứ 6 về vốn hóa trên HOSE, lọt vào rổ VN30 và danh mục của rất nhiều quỹ ETF, thậm chí còn thu hút cả sự chú ý của cả giới tài chính quốc tế như The Wall Street Journal. Điều này đưa ông Quyết trở thành người giàu nhất trên sàn chứng khoán năm 2016 với tổng tài sản gần 34.000 tỷ đồng. Và tất nhiên, cũng giúp kế hoạch lừa đảo của ông bằng việc bán cổ phiếu ROS cho nhà đầu tư trên sàn càng dễ dàng thành công hơn. Từ tháng 9 năm 2016 cho tới tháng 3 năm 2022, trước thời điểm bị khởi tố và tạm giam, nhóm ông Quyết đã bán được hơn 391 triệu cổ phiếu ROS và chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Tất nhiên, để làm được những hành vi sai trái đó trong khoảng thời gian dài, Trịnh Văn Quyết chắc chắn không thể thiếu được sự giúp đỡ từ chính các quan chức cấp cao. Cụ thể, có 4 bị can thuộc sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 3 bị can thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bị khởi tố về tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Trong đó nổi bật có ông Trần Đắc Sinh là cựu chủ tịch hội đồng quản trị HOSE. Trong thời gian công tác, ông Sinh dù biết báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2014-2015 của Pharos không phù hợp vì vi phạm lưu ý lớn, không đủ cơ sở để xác định số vốn thực góp, nhưng ông vẫn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới tại HOSE hỗ trợ để công ty Pharos được sớm niêm yết trên sàn. Và ông Lê Hải Trà, khi đó là ủy viên hội đồng quản trị HOSE, sau này là tổng giám đốc HOSE từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022. Khoảng thời gian xảy ra nhiều vụ lũng loạn thị trường như Trịnh Văn Quyết và Đỗ Thành Nhân, nhóm Lois. Ông này cũng biết rõ báo cáo kiểm toán tài chính của Pharos có vi phạm bởi chưa có căn cứ xác định số vốn thực góp, nhưng vào ngày 23 tháng 8 năm 2016, khi hội đồng niêm yết nhận được báo cáo giải trình của công ty, dù chưa có thời gian nghiên cứu nhưng trong cuộc họp trưa cùng ngày, ông Trà và các thành viên của hội đồng vẫn đồng ý về báo cáo này. Dẫn tới hậu quả, ông Quyết và đồng phạm được niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS hình thành từ vốn góp khống. Tại cơ quan điều tra, ông Sinh và ông Trà thừa nhận hành vi phạm tội và trình bày lý do giúp cựu chủ tịch SLC là vì một quan hệ quen biết và cũng muốn HOSE có doanh thu từ phí niêm yết, phí giao dịch chứng khoán, từ đó sẽ nâng cao uy tín bản thân. Một bị cáo khác là ông Lê Công Điền, vụ trưởng vụ giám sát công ty đại chúng, cho biết ông Trịnh Văn Quyết là người có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo các cấp. Khi thẩm định hồ sơ của công ty Pharos, bị can Điền đã yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng về việc góp vốn, nhưng bị công ty khiếu nại hai lần rằng ông Điền làm vượt thẩm quyền, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Do đó, vì sợ ảnh hưởng tới công việc của bản thân, bị can Điền dù biết sai vẫn phải nhắm mắt làm. Kết tội và xử lý. Tổng số tiền gần 4.500 tỷ trục lợi từ các sai phạm của ông Quyết được cơ quan điều tra truy vết đầy đủ để thuận tiện cho việc truy tố và thu hồi. Phần lớn đều được sử dụng để đầu tư ngược lại vào các công ty trong hệ sinh thái FLC và để trong các tài khoản chứng khoán để tiếp tục thực hiện kế hoạch thao túng giá. Một phần nhỏ hơn được dùng vào các việc cá nhân như trả nợ, sửa nhà, ăn chia các bên và chi tiêu bên ngoài của ông Quyết. Đến thời điểm bài viết này được hình thành thì cơ quan điều tra đã thu giữ được hơn 187 tỷ đồng của ông Quyết, kê biên hàng chục lô đất và các tài sản gắn liền với nhóm đất của ông Quyết, bà Huế và bà Nga đều là các em gái của ông Quyết, cùng nhiều đồng phạm khác. Các tài sản còn lại đều đã được đóng băng, phong tỏa và chờ xử lý. Kết luận điều tra cũng cho biết có 685 nhà đầu tư nộp đơn tố cáo hành vi thao túng thị trường chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm, đồng thời đề nghị bồi thường thiệt hại đối với 6 mã chứng khoán của nhóm FLC. Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng sẽ được đền bù thiệt hại.
Theo phát biểu từ Bộ Công an, các nhà đầu tư mua cổ phiếu AMD, ART, HAI, GAB, FLC sẽ không được giải quyết do không có căn cứ xác định thiệt hại của các nhà đầu tư dưới hành vi thao túng thị trường chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm. Còn các nhà đầu tư mua cổ phiếu ROS thì sẽ được phân loại và xử lý dưới hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Quyết. Trước đó có tin vui hơn là hơn 20.000 tài khoản chứng khoán đã được hoàn trả lại tiền trong vụ bán chui 75 triệu cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết vào ngày 10 tháng 1 năm 2022. Thực tế câu chuyện về FLC của ông Trịnh Văn Quyết không mới trên sàn chứng khoán. Các nhà đầu tư cũng luôn biết và truyền tai nhau rằng đây là một trong số những cổ phiếu lái nhất trên sàn, tức là giá biến động mạnh theo ý muốn của một số bên chứ không phải theo yếu tố cơ bản như những cổ phiếu khác. Trong quá khứ cũng không ít lần ông Quyết thực hiện hành vi kéo xả rồi úp bô nhà đầu tư, lần nào cũng có hàng trăm người lên các diễn đàn than trách chửi bới nhưng rồi cũng không làm được gì bởi chỉ biết tự nhủ lần sau sẽ không dính vào hàng lái nữa. Thế nhưng mỗi lần cổ phiếu FLC tăng sau đó thì lại luôn có nhiều người tham gia hơn so với lần trước, con số lên tới hàng chục nghìn người trong lần thao túng cuối cùng của ông Quyết là vào ngày 10 tháng 1 năm 2022. Tất nhiên, lỗi lớn nhất chắc chắn là của các bị can, nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao hàng chục nghìn nhà đầu tư dẫu biết việc cổ phiếu đó tăng giá là thổi giá, là lừa đảo nhưng vẫn cố tham gia vào? Phải chăng chỉ vì lòng tham, vì những khoản lãi nhanh, vì tâm lý sợ người khác sẽ có lãi còn mình thì không? Nếu đúng vậy thì có lẽ bản thân các nhà đầu tư cũng đã góp một phần vào lỗi khi thiếu cẩn trọng với chính đồng tiền đầu tư quý giá của mình không? Câu chuyện đấu giá đất tại Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm nóng nghị trường. Ngày 10 tháng 12 năm 2021, công ty Ngôi Sao Việt thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh đã tham gia và trúng đấu giá lô đất 32 có diện tích hơn 10.000 m2 với giá 24.500 tỷ đồng. Tính ra mỗi mét vuông đất trị giá 2,45 tỷ đồng. Cứ ngỡ một kỷ lục mới của thị trường bất động sản Việt Nam sẽ được xác lập. Tuy nhiên, vào ngày 5 tháng 1 năm 2022. Thưa quý vị khán giả, thông tin nóng nhất trên các trang báo, các diễn đàn mạng xã hội từ chiều qua và liên quan tới tập đoàn Tân Hoàng Minh, đúng một tháng sau khi chúng đấu giá lô đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh, có một bức tâm thư được cho là của tập đoàn Tân Hoàng Minh bày tỏ nguyện vọng bỏ cọc lô đất 312 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời chấp nhận chịu mọi chế tài về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng này theo quy định của pháp luật về việc đấu giá tài sản công. Thư giải thích việc đơn phương chấm dứt hợp đồng là nhằm đảm bảo một phần ổn định thị trường kinh doanh bất động sản. Ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, đấu giá đất tại Thủ Thiêm với mức trúng đấu giá là 2,4 tỷ đồng một mét vuông là bất thường và đây là điển hình làm nhiễu loạn thị trường bất động sản. Vụ việc này cũng không phải sai phạm lần đầu tiên của doanh nghiệp. Thế nhưng điều mà Tân Hoàng Minh không thể ngờ là bắt đầu từ đây, hàng loạt sai phạm của tập đoàn bắt đầu bị điều tra và đưa ra ngoài ánh sáng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng giá trị 10.300 tỷ đồng để huy động tiền của nhà đầu tư không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Đáng chú ý có đến 6.630 nhà đầu tư được xác định là bị hại. Vậy thì những sai phạm diễn ra như thế nào? Ai hay tổ chức nào sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi việc? Hãy cùng Spider Room tìm hiểu trong bài viết của tác giả anh Tuấn Vũ. Nếu các bạn thích chia sẻ của Tuấn thì có thể follow tác giả này trên mạng xã hội nha. Link chúng mình sẽ để trong phần mô tả. Lịch sử thành lập tập đoàn bất động sản nghìn tỷ. Tập đoàn Tân Hoàng Minh được ông Đỗ Anh Dũng sáng lập từ năm 1993. Để hoạt động theo mô hình tập đoàn, ông Dũng cho thành lập mua lại cổ phiếu của 45 công ty rồi chỉ định người đứng tên pháp nhân. Ông Dũng sau đó làm chủ tịch tập đoàn và trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các công ty trên. Ở thời điểm mới thành lập, Tân Hoàng Minh cũng từng có thời gian khó khăn khi đi tìm chỗ đứng trên thị trường. Công ty từng kinh doanh trong lĩnh vực mây che đan và taxi trước khi tập trung vào đầu tư bất động sản từ những năm 2006. Lĩnh vực này sau đó trở thành chủ chốt cho tập đoàn khi công ty tạo sự khác biệt so với các tên tuổi khác trong các sản phẩm và dịch vụ. Tính tới thời điểm trước sai phạm, Tân Hoàng Minh nổi tiếng với các dự án bất động sản thuộc phân khúc cao cấp và là chủ sở hữu của nhiều khu đất vàng tại trung tâm các thành phố lớn. Cho đến năm 2021, do vay nợ lớn và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, khi Tân Hoàng Minh bắt đầu gặp khó khăn về tài chính, nợ vay lúc này là gần 20.000 tỷ đồng. Ông Dũng đã chỉ đạo cho con trai là Đỗ Hoàng Việt lên kế hoạch sử dụng các công ty con phát hành trái phiếu sai quy định nhằm huy động tiền cho tập đoàn. Số lượng trái phiếu được tập đoàn Tân Hoàng Minh phát hành trong năm 2021 là rất lớn, với mức lãi suất từ 11 đến 12%.
tức là cao gấp 2 lần so với ngân hàng. Nhờ đó mà thu hút rất nhiều nhà đầu tư tham gia. Và lúc này, bức tường xây bằng những viên gạch gian dối bắt đầu có vết nứt. Theo cáo trạng, tính từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, ông Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân 3 công ty Ngôi Sao Việt, Soli, Cung Điện Mùa Đông phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị là 10.000 tỷ đồng để huy động gần 14.000 tỷ cho tập đoàn Tân Hoàng Minh. Cách thức cụ thể bao gồm: bước 1, làm đẹp các báo cáo tài chính để phát hành trái phiếu. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Covid-19 ập đến và Tân Hoàng Minh cũng giống các doanh nghiệp bất động sản khác phải chịu cảnh một cổ hai trong. Dự án thì đóng băng không có nguồn thu, các khoản vay lãi thì vẫn phải trả đều đặn. Cho đến năm 2021, khi nợ vay gần 20.000 tỷ đồng và nhiều khoản bắt đầu đến hạn nhưng không thể xoay sở được dòng tiền, Tân Hoàng Minh đã thông đồng với nhóm công ty kiểm toán Nam Việt và công ty CPA Hà Nội làm giả số liệu báo cáo tài chính năm 2020-2021 để từ đó có đủ điều kiện phát hành trái phiếu giúp công ty có dòng tiền thanh toán các khoản nợ. Tuy nhiên đó mới là cánh cửa số 1. Cánh cửa số 2 là cần sự tham gia của các bên thứ ba như là ngân hàng, thẩm định giá thì trái phiếu mới đủ điều kiện phát hành. Và bằng cách thần kỳ nào đó, các ngân hàng lớn như là Vietinbank, Vietcombank, SHB và các công ty thẩm định giá cũng chấp thuận giấy tờ của Tân Hoàng Minh cung cấp mà không kiểm tra thực tế. Mặc dù số liệu trên giấy tờ và thực tế khác xa nhau, nhiều tài sản của Tân Hoàng Minh không đủ điều kiện pháp lý nhưng vẫn được cho phép phát hành trái phiếu. Còn 5 công ty chứng khoán cũng tham gia vào hoạt động tư vấn phát hành cho Tân Hoàng Minh là An Bình, Bảo Việt, Agriseco, Everest và KIS. 5 công ty chứng khoán sau đó bị phạt từ 310 triệu đồng đến 400 triệu đồng và lập biên bản nhắc nhở. Tuy nhiên, các ngân hàng thì theo như các cơ quan điều tra là không có dấu hiệu thông đồng với Tân Hoàng Minh nên không bị xử phạt mà chỉ bị nhắc nhở. Bước 2, phát hành trái phiếu sai quy định. Đến bước này thì có một vấn đề là theo luật chỉ nhà đầu tư chuyên nghiệp mới được mua trái phiếu riêng lẻ. Cụ thể, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là những người có giá trị danh mục chứng khoán đầu tư trên 2 tỷ đồng hoặc có thu nhập chịu thuế từ 1 tỷ đồng trở lên. Quy định này được ban hành nhằm hạn chế rủi ro cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ. Chỉ những nhà đầu tư có kiến thức và kinh nghiệm mới được tham gia mua trái phiếu riêng lẻ. Phía Tân Hoàng Minh đã phải lách luật này bằng cách tự đứng ra mua trái phiếu của các công ty con trước rồi bán lại cho nhà đầu tư nhỏ lẻ thông qua hợp đồng hợp tác đầu tư. Lúc này, chỉ cần có Tân Hoàng Minh đóng vai trò là nhà đầu tư chuyên nghiệp là được. Còn các nhà đầu tư mua lại của Tân Hoàng Minh là những người mua thứ cấp nên không cần chức danh nhà đầu tư chuyên nghiệp nữa. Lúc này, ông Dũng sẽ lấy tiền trong tài khoản của công ty Tân Hoàng Minh với tổng giá trị khoảng 70 tỷ để mua trái phiếu từ các công ty con và bán lại cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, Tân Hoàng Minh chỉ có 70 tỷ thì không thể mua hết được 9 lô trái phiếu cả mấy nghìn tỷ từ các công ty con được. Nên ông Dũng đã dùng một thủ thuật, đó là sau khi mua trái phiếu các công ty con xong, các công ty con sẽ rút tiền ra rồi đưa lại cho Tân Hoàng Minh thông qua giao dịch ngầm. Sau đó Tân Hoàng Minh lại lấy tiền này quay vòng và mua trái phiếu tiếp, cứ lặp đi lặp lại như thế. Và chỉ với 70 tỷ, Tân Hoàng Minh đã mua được các lô trái phiếu trị giá 10.000 tỷ từ các công ty con với chi phí chỉ bằng không. Sau đó bán lại cho 6.600 nhà đầu tư và thu về số tiền 14.000 tỷ đồng. Mọi con số trên giấy tờ chỉ là ảo. Bước 3, chiếm đoạt tiền nhà đầu tư và sử dụng sai mục đích. Trong 14.000 tỷ huy động từ nhà đầu tư, Tân Hoàng Minh đã không đầu tư theo như hồ sơ phát hành trái phiếu mà lấy hơn 5.000 tỷ để trả tiền trái phiếu cho các nhà đầu tư đến hạn trước, giống như là mô hình Ponzi. Trả nợ ngân hàng 2.000 tỷ, thanh toán cho các dự án gần 5.000 tỷ, đặt cọc 600 tỷ cho mảnh đất vàng tại Thủ Thiêm từng khiến cho dư luận xôn xao một thời. Thú vị là ông còn làm từ thiện 62 tỷ và thua lỗ 153 tỷ khi đầu tư mã chứng khoán VPB. Và phần còn lại thì dùng để trả các chi phí cho tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng như là các chi tiêu cá nhân của ông Dũng. Đến thời điểm khởi tố vụ án, toàn bộ số dư nợ gốc còn lại là hơn 8.600 tỷ đồng của 6.600 nhà đầu tư được xác định là tiền chiếm đoạt. Số dư còn lại trên tài khoản công ty Tân Hoàng Minh tại thời điểm khởi tố vụ án chỉ có hơn 214 tỷ đồng. Đến ngày 3 tháng 4 năm 2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định hủy bỏ 9 đợt phát hành trái phiếu của tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ngay sau đó, ngày 5 tháng 4 năm 2022, Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng để điều tra. Trước sự việc đó, tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có thông báo gửi khách, cam kết sẽ thanh toán đầy đủ cho các trái chủ. Trong quá trình điều tra, ông Dũng cũng đã giao nộp lại đủ 8.600 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của vụ án.
Chủ tịch Tân Hoàng Minh được đánh giá là đã thành khẩn khai báo và tích cực phối hợp điều tra. Do đó, ông hiện đang được cơ quan điều tra xem xét một số yếu tố giảm nhẹ khi thi hành xét xử. Có thể nói, đây là một trong số cực ít các vụ án lừa đảo mà số tiền chiếm đoạt được hoàn trả đầy đủ. Tuy nhiên, những hậu quả mà nó gây ra thì không tiền bạc nào có thể xóa nhòa được. Một doanh nghiệp top đầu thị trường với 30 năm tuổi và tài sản cả hàng chục nghìn tỷ vẫn sẵn sàng đi lừa đảo cả chục nghìn tỷ mà có thể qua mắt được các cơ quan chức năng cùng với các tổ chức tài chính lớn. Sự kiện đã giáng một đòn cực mạnh lên niềm tin của nhà đầu tư về thị trường trái phiếu nói riêng và thị trường đầu tư cũng như là uy tín của các doanh nghiệp nói chung. Thực tế cũng chứng minh điều này khi mà sau vụ việc của Tân Hoàng Minh thì đã có một cuộc khủng hoảng diện rộng trên toàn thị trường trái phiếu vào cuối năm 2022. Nhà đầu tư không còn niềm tin nên bằng mọi giá phải rút tiền từ kênh đầu tư trái phiếu. Người sau nhìn thấy người trước rút thì cũng rút theo, tạo nên một làn sóng không có điểm dừng. Từng lớp vùi dập các quỹ đầu tư trái phiếu ở trên thị trường. Và cho đến thời điểm hiện tại, những ảnh hưởng tiêu cực vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Câu hỏi cần đặt ra hiện tại có lẽ là sau những vụ việc như Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh, những nhà điều hành sẽ cần phải làm gì và làm trong bao lâu để có thể xây dựng lại niềm tin với các nhà đầu tư về thị trường trái phiếu nói riêng và thị trường đầu tư nói chung, đặc biệt là với những nhà đầu tư đã chịu nhiều mất mát trong các sự kiện kể trên. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy, chủ tịch công ty giáo dục E-Group, tức Shark Thủy. Ngay sau khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt ông Nguyễn Ngọc Thủy, còn gọi là Shark Thủy, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 26 tháng 3 năm 2024, truyền thông đồng loạt đưa tin ông Nguyễn Ngọc Thủy bị cơ quan điều tra tiến hành bắt giữ vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nếu là một nhà đầu tư, có lẽ bạn sẽ không xa lạ gì với hình ảnh Shark Thủy, một trong những nhà đầu tư quyền lực của chương trình Shark Tank Việt Nam. Thời điểm năm 2018-2019, Shark Thủy nổi lên như một hiện tượng nhờ sức hút khi tham gia chương trình Shark Tank. Bên cạnh việc chi tiền đầu tư nhiều dự án khủng trên sóng truyền hình, ông còn là nguồn cảm hứng cho giới trẻ khi là doanh nhân duy nhất tại Shark Tank không có bằng đại học. Có lẽ vì sự đặc biệt đó mà ông lấy lòng được rất nhiều cư dân mạng với hình ảnh thành công bằng sự tự lực, tự học. Nhưng giờ đây, khi đang từ đỉnh cao danh vọng, bỗng chốc rơi xuống đáy vực của sự thua lỗ, lừa đảo và bị hàng nghìn người căm phẫn. Điều gì đã thật sự xảy ra với Shark Thủy? Hãy cùng Spider Room tìm hiểu qua bài viết của tác giả Anh Tuấn Vũ, người đứng sau các video về chủ đề Tân Hoàng Minh, Trịnh Văn Quyết và Trương Mỹ Lan. Nếu các bạn thích chia sẻ của Tuấn thì có thể follow tác giả này trên mạng xã hội nha. Link chúng mình sẽ để trong phần mô tả. Một, Shark Thủy là ai? Shark Thủy, tên thật là Nguyễn Ngọc Thủy, sinh ngày 17 tháng 4 năm 1982 tại Hà Nội. Ông được biết đến là doanh nhân đã từng bỏ ngang đại học và thành công phát triển xây dựng được tập đoàn nghìn tỷ từ hai bàn tay trắng. Mọi thứ bắt đầu từ năm 2008 khi ông thành lập công ty E-Game, tiền thân của tập đoàn E-Group, tiên phong trong công cuộc phát triển những sản phẩm ứng dụng công nghệ trong giáo dục. Hệ sinh thái của E-Group sau đó phát triển rộng rãi trong nhiều lĩnh vực từ giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho đến thực phẩm. Trong đó, nổi bật nhất là Apex Holdings, đứng sau chuỗi trung tâm Anh ngữ Apex Leaders, công ty duy nhất được niêm yết và thiết kế nhiều thương vụ đầu tư lớn. Còn lại, công ty E-Game và E-Capital là các đơn vị mà thông qua đó, E-Group gọi vốn từ nhà đầu tư. Đi sâu hơn về quá trình phát triển, trong thời gian hoạt động từ năm 2009 đến năm 2017, E-Group đã đạt được nhiều thành tựu. Nổi bật nhất có thể kể đến như ra mắt trò chơi giáo dục trực tuyến 3D đầu tiên tại Việt Nam mang tên Chinh Phục Vũ Môn vào năm 2009, thu hút được hơn 1 triệu học sinh sử dụng và bị tạm dừng năm 2016 do lo ngại học sinh có khả năng nghiện game. Hay nhiều lần phối hợp với các bộ giáo dục, đoàn thanh niên tổ chức các cuộc thi về giáo dục với sức hút rất lớn, với lượng thí sinh tham dự mỗi cuộc thi dao động từ 200.000 đến 800.000 thí sinh. Tháng 6 năm 2019, E-Group ký kết cùng tập đoàn giáo dục Trung Đam từ Hàn Quốc để phát triển chuỗi trung tâm tiếng Anh cho trẻ em mang tên Apex English, tên gọi khác là Apex Leaders. Giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020, sự phát triển vượt bậc của thương hiệu Apex thậm chí đã làm thay đổi bộ mặt thị trường giáo dục tiếng Anh tại Việt Nam. Thời hoàng kim 2020-2021, mô hình này có đến hơn 120 cơ sở, trải dài 32 tỉnh thành và có hơn 120.000 học viên theo học, bỏ xa nhiều đơn vị đào tạo tiếng Anh cùng phân khúc trên thị trường như Apollo, ILA và VUS.
Giai đoạn này cũng trùng với thời điểm ông Thủy tham gia chương trình truyền hình thực tế Thương vụ Bạc Tỷ Shark Tank trong hai mùa 2018-2019. Ông Thủy lúc này đang là founder kiêm chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc của tập đoàn E-Group, đồng thời cũng là chủ tịch hội đồng quản trị của nhiều công ty con như E-Game, Apex Holding, Apex English. Trong chương trình Shark Tank, ông Thủy gây được sức ảnh hưởng lớn khi nắm kỷ lục cao nhất về số thương vụ đầu tư. Cụ thể, trong 9 công ty nhận được lời đề nghị đầu tư trên sóng truyền hình thì có đến 8 công ty được rót vốn và số tiền giải ngân thực tế còn lớn hơn rất nhiều so với số tiền được cam kết trên truyền hình. Ví dụ như VXCAPE, một startup về trò chơi nhập vai thực tế đã gọi vốn thành công 5 tỷ đồng từ Shark Tank để đổi lấy 36% cổ phần. Thực tế, ông Thủy đã đầu tư gấp 6 lần cam kết khi chi 30 tỷ đồng để sở hữu 70% cổ phần. Tuy nhiên, trong suốt 2 năm dịch, chi phí mặt bằng quá lớn đã tác động nặng nề đến VXCAPE, hệ thống phải đóng hơn một nửa số cửa hàng và chính thức gục ngã. Kết quả đầu tư các thương vụ khác như Soya Garden, Umbala hay Talks Cafe đều không quá thành công, nhưng nhờ việc sẵn sàng đầu tư khủng và có nhiều phát ngôn truyền cảm hứng ấn tượng, nên Shark Thủy đã nhanh chóng gặt hái được nhiều danh tiếng và trở thành nguồn cảm hứng trong giới khởi nghiệp thời bấy giờ. 2. Các sai phạm 2.1. Gốc rễ vấn đề. Bước sang những năm 2020, Shark Thủy bắt đầu mở rộng mô hình kinh doanh vào bất động sản. E-Group ở đây là mô hình bất động sản giáo dục, nghĩa là các bất động sản với mục đích xây dựng cơ sở giáo dục ở trên đó, như trường lớp, trung tâm dạy học. Chủ đầu tư vì vậy hưởng lợi từ cả việc phát triển cơ sở giáo dục và bất động sản tăng giá. Slogan: McDonald's không chỉ bán hamburger và Shark Thủy không chỉ có các sản phẩm giáo dục, được truyền thông rộng rãi trên các nền tảng của E-Group trong giai đoạn ấy. Ý muốn so sánh hoạt động đầu tư bất động sản giáo dục này sẽ thành công y như mô hình kinh doanh bất động sản của McDonald's những năm 1950. Tuy nhiên, Covid-19 có lẽ là yếu tố rủi ro mà Shark Thủy chưa lường trước được. Việc Apex mở rộng quá nhanh, từ 12 lên 120 trung tâm chỉ trong 6 năm, ngang với thành quả sau 20-30 năm của các ông lớn đi trước, cộng thêm việc đầu tư lĩnh vực mới là bất động sản, cùng với tác động từ Covid đã khiến E-Group bắt đầu lộ ra các yếu điểm về sức khỏe tài chính. Cụ thể là đòn bẩy tài chính của các công ty trong tập đoàn quá cao, tức là vay nợ quá nhiều. 2.2. Sai phạm bắt đầu. Huy động vốn lãi suất cao nhưng không thể thanh toán. Điểm lại một chút về hệ sinh thái E-Group để dễ hiểu vấn đề. Chúng ta có E-Game và E-Capital là hai đơn vị gọi vốn cho E-Group. Với việc quảng cáo mức lãi suất cao gấp nhiều lần tiền gửi ngân hàng, các công ty này đã kêu gọi tiền từ nhà đầu tư thông qua 3 hình thức. 1. Hợp đồng mua bán trái phiếu. 2. Thỏa thuận hợp tác chiến lược với công ty E-Game. Và 3. Hợp đồng hợp tác đầu tư. Cụ thể, từ năm 2017, E-Game và E-Capital đã kêu gọi nhà đầu tư thông qua các thỏa thuận hợp tác chiến lược để đổi lấy cổ phần của công ty mẹ E-Group. Theo thỏa thuận, nhà đầu tư phải nắm giữ cổ phần này trong một khoảng thời gian, thường là một năm. Đến ngày tất toán, phía E-Group cam kết tìm đối tác mua lại hoặc trực tiếp tập đoàn mua lại với giá cao. Tính chênh lệch giá mua lại, nhà đầu tư có thể thu lãi từ 20-25% một năm, năm 2017-2018. Sau giảm dần về lãi từ 17-18% vào năm 2019-2020. Đến năm 2021, mức lãi này chỉ còn 14-15%, tuy nhiên vẫn là ở mức rất cao khi so với các kênh đầu tư khác. Trước năm 2020, E-Group vẫn trả lãi đầy đủ. Tuy nhiên đến đầu năm 2021, tập đoàn này bắt đầu chây ý trong việc chi trả, thậm chí là đơn phương chấm dứt việc thanh toán các khoản lãi mà không có thông báo cụ thể với nhà đầu tư. Theo báo Nhân dân, một nhà đầu tư có tên là Thái Thị Bình, 66 tuổi cho biết, năm 2021, bà ký một văn bản gọi là Hợp đồng Hợp tác Chiến lược với công ty E-Game. Theo hợp đồng, bà Bình trả 200 triệu đồng để nhận được 5.000 cổ phần với mệnh giá khoảng 38.000 một cổ phiếu. Công ty cam kết sau một năm sẽ tìm người khác mua lại chỗ cổ phần đó hoặc công ty sẽ tự đứng ra mua với giá gần 43.000 một cổ. Ngoài ra, công ty còn tặng thêm cho bà 141 cổ phiếu, khoảng hơn 5 triệu đồng. Nói chung là điều khoản dài dòng, nhưng hiểu là công ty cam kết mức lợi nhuận khoảng 18% một năm cho số tiền đầu tư 200 triệu của bà, tức là bà sẽ nhận được hơn 230 triệu sau một năm. Tuy nhiên thì đến ngày đáo hạn, bà Bình không nhận được tiền về và được thông báo rằng công ty đang khó khăn nên chỉ có thể trả khoản lãi 18% chứ không thể trả gốc cho bà được. Mà muốn nhận tiền lãi thì bà cũng phải ký thêm một hợp đồng gia hạn việc bán lại cổ phần. Không chấp nhận điều kiện công ty đưa ra nên bà đã ngay lập tức đâm đơn kiện. Bà cũng cho biết có nhiều nhà đầu tư khác giống bà là người già,
người hưu trí, thậm chí vay nợ để đầu tư cho công ty thì giờ đều đang lâm vào cảnh khốn cùng và rất lo lắng. Việc chậm trả lãi cũng xảy ra tương tự với những người nắm giữ trái phiếu tại các doanh nghiệp cùng hệ sinh thái của ông Thủy, một kênh huy động vốn khác. Theo số liệu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hệ sinh thái của ông Thủy trong giai đoạn từ 2018 đến 2021 đã phát hành 6 lô trái phiếu, hơn 1.340 tỷ đồng, lãi suất từ 12 cho đến 15%, cao hơn hẳn 30% lãi suất trái phiếu trung bình trên thị trường lúc bấy giờ. Không thể trả nợ cho nhà đầu tư đúng hạn, ban lãnh đạo của E-Group xin khất thêm 3-5 năm, tức là tối đa đến 2028, theo kịch bản lạc quan nhất. Với những nhà đầu tư không chờ được, E-Group lên phương án cấn trừ bằng các tài sản khác bao gồm bất động sản, gói đầu tư nhượng quyền các trung tâm tiếng Anh, học tiếng Anh và các thiết bị gia dụng. Nợ tiền học phí, lương nhân viên. Không chỉ chậm trả lãi cho nhà đầu tư, công ty Shark Thủy còn thất hẹn trong việc trả học phí, nợ lương, tiền bảo hiểm của các giáo viên, nhân viên, nợ tiền thuê mặt bằng ở các trung tâm Apex English, bắt xích quan trọng nhất tạo ra nguồn thu cho toàn bộ hệ sinh thái E-Group. Từ cuối năm 2019, chuỗi trung tâm Apex English bị nhiều phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đắk Lắk, Đà Nẵng khiếu nại, đòi hoàn trả hàng tỷ đồng học phí đã đóng trước vì chất lượng giảng dạy không như cam kết, ôm tiền bỏ rơi khách hàng, thậm chí là dừng hoạt động. Đến cuối năm 2023, chuỗi trung tâm tiếng Anh này đã thông báo mất khả năng thanh toán. Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, Apex nợ phụ huynh tại đây hơn 108 tỷ đồng, đã trả được 14,2 tỷ, còn gần 94 tỷ đồng. Còn theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Hà Nội, tính đến hết tháng 2 năm 2024, các công ty trong hệ sinh thái của Shark Thủy đang nợ bảo hiểm xã hội tổng cộng hơn 100 tỷ đồng. Chưa kể các khoản nợ tại ngân hàng cũng vài trăm tỷ và nợ lương nhân viên cũng vài chục tỷ đồng. 3. Hậu quả. Trả lời VN Express cuối năm 2022, ông Thủy thừa nhận hệ sinh thái gặp khó khăn trên nhiều mặt, lớn nhất là dòng tiền. Trong cuộc họp nhà đầu tư đầu tháng 8 năm 2023, Chủ tịch E-Group cũng cho rằng nguyên nhân cốt lõi dẫn đến khủng hoảng là do mô hình kinh doanh tăng trưởng nhanh bằng vay nợ. Năm 2022, Shark Thủy đã quay lại Shark Thanh, tuy nhiên không phải với vai trò nhà đầu tư rót vốn mà với vai trò chủ doanh nghiệp đi gọi vốn để cứu chính các dự án đầu tư của mình. Hai năm sau khi Covid đã qua, doanh nghiệp của ông tái cấu trúc, dùng hết tài sản từ nhà cửa, đồ đạc, đồ dùng đến bất động sản để gán nợ. Thế nhưng vẫn không thể lấy được niềm tin từ nhà đầu tư. Cổ phiếu của Apex cứ thế mà cắm đầu giảm, về mức trả đá chỉ dưới 2.000 đồng. Thậm chí, nó có bị hủy niêm yết trên sàn HOSE và đình chỉ giao dịch do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. Và cứ thế, đến ngày 26 tháng 3 năm 2024, ông Thủy đã chính thức bị bắt giữ và điều tra. Tin vui sau cùng là sau ngày bị khởi tố, ông Thủy đã ủy quyền điều hành và chuyển toàn bộ quyền sở hữu cổ phần tại hai doanh nghiệp này cho em gái là bà Nguyễn Thị Dung. Mục đích là để đảm bảo hoạt động ổn định tại các đơn vị thành viên và đảm bảo quyền lợi cho các học viên, khách hàng, đối tác và cổ đông công ty. Đại diện tập đoàn E-Group cho biết. Ít nhất, nhà đầu tư và khách hàng cũng có thể an tâm phần nào và chờ đợi các phương án xử lý tiếp theo. 4. Kết luận. Vậy là lại thêm một công ty nữa lừa đảo nhà đầu tư bằng việc đưa ra mức lãi suất cao cho các khoản tiền huy động, tiền vay. Tất nhiên là lý do có thể là do Covid, tuy nhiên sai thì vẫn là sai, lừa đảo thì vẫn là lừa đảo. Và người chịu thiệt vẫn là những nhà đầu tư đang tin tưởng và đưa tiền cho Shark. Nhà đầu tư vì tham các khoản lợi nhuận kếch xù mà sẵn sàng đưa tay, bỏ qua các yếu tố rủi ro còn lớn hơn rất nhiều đang trực chờ về sau. Vì thực tế trong đầu tư thì không có gì là lợi nhuận cao mà rủi ro lại thấp như những thứ mà các công ty lừa đảo luôn thủ thỉ vào tai chúng ta cả. Từ Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát rồi hằng hà sa số các vụ lừa đảo kiểu như vậy đã, đang và sẽ xuất hiện trên thị trường. Phương pháp, cách thức có thể khác nhau, nhưng kết quả thì luôn chỉ có một. Và kết quả đó thì thường không vui dành cho các nhà đầu tư xấu số.